Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 26 tháng 7 năm 2023, giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tăng nhẹ. Theo ghi nhận, tôm thẻ size 18 con về lớn giá 225.000 đồng 1 kg, size 19 con về lớn giá 190.000 đồng 1 kg, size 20 con lớn giá 178.000 đồng 1 kg, size 20 con nhỏ giá 167.000 đồng, size 25 con lớn có giá 132.000 đồng 1 kg, size 25 con nhỏ giá 127.000 đồng, size 30 con giá 115.000 đồng 1 kg, size 40 con có giá 103.000 đồng, size 50 con giá 92.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 60 con đang thu mua với giá 87.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, giá tôm sú oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu xu hướng ổn định. Theo khảo sát, tôm sú oxy size 15 con giá 250.000 đồng 1 kg. Size 20 con đang có giá 200.000 đồng 1 kg. Size 30 con giá 140.000 đồng 1 kg. Size 40 con có giá 110.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 50 con đang thu mua với giá 95.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con tham khảo giá thu mua tôm từ các thương lái và khu vực khác trong hôm nay. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.